Dự đoán tỷ số soi kèo Nhật Bản vs Costa Rica bảng E World Cup 2022. Soi kèo bóng đá Nhật Bản vs Costa Rica bảng E World Cup 2022 17 giờ ngày 27 tháng 11. Dự đoán tỷ số, tỷ lệ cực Nhật Bản vs Costa Rica chính xác. Cuộc đọ sức tại lượt trận thứ hai bảng E World Cup 2022 giữa Nhật Bản và Costa Rica diễn ra lúc 17 giờ ngày 27 tháng 11. Soi kèo bóng đá Nhật Bản vs Costa Rica. Nhật Bản bước vào lượt trận thứ hai tại World Cup 2022 với sự tự tin rất lớn khi vừa đánh bại Đức 2-1 trong ngày ra quân. Chiến thắng trên không chỉ giúp Samurai giành nắm ưu thế trong cuộc đua giành vé vào vòng mùng 1 tháng 8, mà nó còn giúp các cầu thủ trút bỏ được áp lực. Dù vậy, điều này không có nghĩa thầy trò huấn luyện viên Moriyasu được phép chủ quan và buông lỏng. Để hoàn thành được mục tiêu vượt qua vòng bảng, trước mắt họ vẫn giành kết quả có lợi trước Costa Rica. Bên kia chiến tuyến, Costa Rica lại vừa có trận ra quân thảm họa khi thua Tây Ban Nha 0-7. Dù thua đậm nhưng nếu nhìn vào thực lực giữa đội bóng xứ đấu bò và đại diện Nam Mỹ thì điều này cũng không quá bất ngờ. Ở lượt trận thứ hai, Costa Rica sẽ đụng độ Nhật Bản, đây hứa hẹn sẽ lại là trận đấu khó với họ. Theo kèo châu Á, trận này đại diện Bắc Mỹ được Samurai xanh chấp tới 1-1 trên 4 trái. Đây cũng là kèo chấp sâu nhất trong các màn so tài từ trước tới nay giữa hai đội. Muốn thắng kèo, Nhật Bản phải thắng hai bàn cách biệt, nhưng đây dường như không phải nhiệm vụ dễ dàng bởi Costa Rica chắc chắn sẽ đá đầy quyết tâm. Trong khi đó tỷ lệ tài xỉu trận này là 21/2, một tỷ lệ khá cao và sẽ mạo hiểm nếu chọn tài. Dự đoán kết quả Nhật Bản vs Costa Rica, 2-0. Thông tin xung quanh, Nhật Bản chỉ nhận thất bại ở 1/7 trận đấu gần đây. Hai trận gần nhất của Nhật Bản đều có 3 bàn thắng được ghi. Theo kèo châu Á, Nhật Bản giành chiến thắng ở 3/5 trận đấu gần đây. Costa Rica nhận thất bại đậm nhất trong lịch sử tham dự World Cup trước Tây Ban Nha với tỷ số 0-7. Hai trận đối đầu trong quá khứ, Nhật Bản toàn thắng. Phong độ thi đấu. Đội hình dự kiến. Nhật Bản, Konda, Sakai, Takehiro, Tomiyasu, Ito, Nakayama, Joan, Minamino, Morita, Mitoma, Kamada, Meza. Costa Rica, Navas, Yamura, Hernandez, Oviedo, Ruiz, Martinez, Chakin, Lopez, Campbell, Duarte, Winson. Tỷ lệ cực Nhật Bản vs Costa Rica.